Ngoại hình của máy chị nhé, tổng thể máy còn rất là đẹp luôn ạ. Đây là mặt trước của máy ạ, không có xước sát hay gì cả. Các cạnh của máy đấy ạ, không có bị va đập hay là cấn móp gì cả chị nhé. Mặt sau của máy đấy ạ, đây, cũng còn khá là đẹp luôn ạ. Đây, cái chỗ này thì có hơi ánh cái nước sơn một chút thôi, nói chung là nó không xước sâu vào trong máy đâu ạ. Máy đã qua sử dụng nên là con này là đẹp nhất rồi đấy ạ. Em test các chức năng cơ bản của máy cho mình chị nhé. Em test camera cho mình ạ. Đây là cam của máy chị nhé. Mic thu lại ạ. Em test bàn phím cho mình ạ. Những phím hiện trắng trên màn hình là những phím có trên bộ bàn phím chị nhé. Phím ok hết rồi đấy ạ. Những phím này thì trên bàn phím không có, nó sẽ không hiện ạ. Loa của máy ạ, khá là to và hay đấy ạ. Ổ kính 512 bm chia làm hai ổ C và ổ D ạ. ID của máy chị nhá. Máy cảm ứng xoay gập 360 độ luôn ạ.